Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay thứ hai 24 tháng 9 năm 2024, Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Lở đất Nam California, điện cúp vô thời hạn ở khu nhà Bạc Triệu. Bệnh tiểu đường có liên quan đến rối loạn ăn uống hay không? Tổng thống Mexico kêu gọi Mỹ không xây tường biên giới. Lính thủy đánh bộ Camp Pendleton mất tích ngoài quán bar kể từ Chủ nhật. Một người nhảy cầu tự tử rớt trúng xe, vô tình giết người khác. Dọn nhà một bà bị xe du hồ cán thiệt mạng. Hải hùng cảnh hàng trăm con cá sấu rủ nhau tràn lên bờ khiến người dân hoảng sợ. Nhà lập pháp California giới thiệu dự luật chấm dứt giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tin tức trên kênh YouTube Vinh Channel. Vừa rồi là phần tin chính trong chương trình, sau đây là nội dung chi tiết. Lở đất Nam California, điện cúp vô thời hạn ở khu nhà Bạc Triệu. Tin từ Rancho Palos Verdes, California, sau khi khí đốt tại một khu dân cư ở Rancho Palos Verdes bị cắt một tháng nay do lở đất, công ty điện lực Southern California Edison loan báo một số căn nhà sẽ bị cúp điện vô thời hạn, theo NBC Los Angeles. Bắt đầu từ chiều Chủ nhật 1 tháng 9, 140 căn nhà sẽ mất điện do nền nhà nằm trong khu đất đai nhanh chóng dịch chuyển, SCE cho biết. Công ty điện lực cho biết họ phải ngừng cung ứng dịch vụ cho khu vực này để bảo đảm an toàn cho công chúng. Trước khi bị cúp điện, một chiếc xe chăm sóc khách hàng thuộc SCE có mặt tại khu vực đường Fruit Tree Road và đường Narcissa Drive để hỗ trợ khách hàng. Sau khi cúp điện, cư dân có thể thực hiện các biện pháp gì để sử dụng điện tạm thời thì SCE chưa hướng dẫn. Cư dân tại cộng đồng Portuguese Bend không có khí đốt trong một tháng sau quyết định ngừng cung ứng dịch vụ của SoCalGas do tình trạng lở đất ngày một tệ hại hơn. Tháng 7 vừa qua, SoCalGas cho biết họ theo dõi tình trạng lở đất trong khu vực suốt nhiều tháng và kết luận rằng không còn cách nào để tiếp tục cung ứng dịch vụ. Bắt đầu từ 12 giờ trưa Chủ nhật, SCE sẽ ngừng cung cấp điện tại khu vực này. Rancho Palos Verdes có nhiều căn biệt thự dọc duyên hải Nam California giá bạc triệu đô la. Giá nhà trung bình trong khu vực là khoảng 1 triệu 9 trở lên. Bệnh tiểu đường có liên quan đến rối loạn ăn uống không? Bệnh tiểu đường thường liên quan đến chứng rối loạn ăn uống vô độ. Bệnh tiểu đường là một rối loạn mãn tính xảy ra khi tuyến tụy không thể sản xuất đủ insulin hoặc khi cơ thể không thể sử dụng hiệu quả insulin được sản xuất. Insulin giúp điều chỉnh lượng đường trong máu trong cơ thể. Cả bệnh tiểu đường loại 1 và bệnh tiểu đường loại 2 đều phổ biến. Tuy nhiên, gần đây người ta đã quan sát rằng bệnh tiểu đường thường liên quan đến chứng rối loạn ăn uống vô độ. Rối loạn ăn uống được đề cập đến các kiểu ăn uống không lành mạnh có thể ảnh hưởng đến một người về mặt thể chất cũng như tinh thần của họ. Chuyên gia dinh dưỡng của Ấn Độ đã giải thích mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường và chứng rối loạn ăn uống như sau. Bệnh tiểu đường và rối loạn ăn uống, mối liên hệ là gì? Theo chuyên gia dinh dưỡng, việc tập trung liên tục vào chế độ ăn uống và kiểm soát lượng đường trong máu có thể dẫn đến thói quen ăn uống không điều độ. Ngược lại, các rối loạn chế độ ăn uống có từ trước có thể khiến việc kiểm soát tiểu đường trở nên khó khăn hơn, dẫn đến kiểm soát lượng đường trong máu kém và tăng nguy cơ sức khỏe. Bệnh tiểu đường có thể làm tăng rối loạn ăn uống không? Chuyên gia dinh dưỡng giải thích, những người mắc bệnh tiểu đường cần quản lý cẩn thận lượng carbohydrate nạp vào cơ thể, theo dõi lượng đường trong máu và tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dùng thuốc hoặc insulin. Việc liên tục tập trung vào thực phẩm và sức khỏe có thể gây ra căng thẳng và lo lắng, thậm chí có khả năng kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm các rối loạn liên quan đến thực phẩm. Ví dụ, nhu cầu kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt có thể dẫn đến những suy nghĩ ám ảnh về thực phẩm và hình ảnh cơ thể, góp phần gây ra các kiểu ăn uống không lành mạnh như ăn uống vô độ hoặc hạn chế calo quá mức. Tổng thống Mexico kêu gọi Mỹ không xây tường biên giới. Người đứng đầu chính phủ Mexico kêu gọi Washington giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây ra làn sóng di cư,
đồng thời hỗ trợ các quốc gia nghèo ở khu vực Trung Mỹ và Caribe phát triển. Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador ngày 1 tháng 9 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ xây dựng kế hoạch giải quyết vấn đề di cư, đặc biệt không xây dựng bức tường biên giới và quân sự hóa tại khu vực biên giới hai nước, mà thay vào đó là tăng cường đầu tư vào các nước Mỹ Latin. Tổng thống Obrador cho biết chính phủ Mexico đang triển khai nhiều chương trình xã hội như gieo mầm cuộc sống tại Guatemala, Honduras, El Salvador, Haiti, Venezuela, Colombia, Belize và Cuba nhằm hỗ trợ người dân các nước này cải thiện cuộc sống, góp phần ngăn chặn làn sóng di cư. Tổng thống Obrador đề cập đến vấn đề di cư trong bối cảnh các đảng chính trị tại Mỹ đưa ra ngày càng nhiều đề xuất giải quyết cuộc khủng hoảng đó trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới đây. Cựu Tổng thống Mỹ, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump, cảnh báo sẽ thực hiện hàng loạt vụ trục xuất người di cư nếu thắng cử, trong khi ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris cũng cam kết sẽ phê chuẩn chương trình cải cách, trong đó cho phép trục xuất nhiều người di cư về Mexico. Lính thủy đánh bộ Cam Pendleton mất tích ngoài quán bar kể từ Chủ nhật. Theo đại úy James C. Sutton, thuộc trại Pendleton cho biết, Barry Cameron, 23 tuổi, được báo cáo mất tích vào Chủ nhật với chỉ huy căn cứ quân sự. Sutton cho biết, các nỗ lực đang được tiến hành với các đơn vị chỉ huy địa phương để liên lạc và xác định vị trí của thủy quân lục chiến. Theo gia đình, Cameron được nhìn thấy lần cuối vào Chủ nhật lúc khoảng 2 giờ sáng bên ngoài quán bar The Coyote Bar and Grill ở Carbat trên đại lộ Rennes sau một đêm đi chơi. Gia đình anh cho biết ba lô điện thoại và kính râm của anh đều được tìm thấy trên vỉa hè, nhưng anh đã biến mất và không có tin tức gì kể từ hôm đó. Sutton cho biết thông báo về sự mất tích của Cameron đã được chuyển đến các sở cảnh sát địa phương, bệnh viện và cục điều tra tội phạm hải quân. Người phát ngôn của thành phố Carbat, Dinay Ramirez, đã trả lời Cusi trong một tuyên bố vào thứ Sáu rằng điều tra viên địa phương thuộc đơn vị phòng chống tội phạm bạo lực của sở cảnh sát Corbett, người xử lý tất cả những người trưởng thành mất tích, đang liên lạc với thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và gia đình. Bất kỳ ai có thông tin về người lính thủy quân lục chiến này đều được yêu cầu gọi báo cho sở cảnh sát. Một người nhảy cầu tự tử, rớt trúng xe, vô tình giết người khác. Tin từ Sulma, Los Angeles. Theo đài ABC 7, loan tin cho biết, trong tháng 8, một người phụ nữ thiệt mạng sau khi một người đàn ông nhảy xa lộ 210 tại khu vực Sulma và rớt xuống xe bà đang ngồi bên trong. Sở cứu hỏa Los Angeles LAFD nhận được lời trình báo về một người muốn nhảy khỏi cầu vượt Rockford trên đường cao tốc 210 Freeway vào tối ngày 9 tháng 8. Margarita Novella Galindo đang ngồi ở ghế hành khách. Bên cạnh chồng bà là Florencio, đang trên đường ra khỏi thị trấn để đi chơi vào cuối tuần. Họ đang ở trên xa lộ 210, thì một người đàn ông đang muốn tự tử nhảy khỏi một cây cầu, bắc qua đường xa lộ và rớt xuyên qua kiến chắn gió của bà và trúng bà. Ông chồng Florencio không bị thương và lập tức gọi điện thoại cho con trai. Bà Margarita nguy kịch, phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt suốt nhiều tuần. Hôm thứ Tư 28 tây tháng 8, bà qua đời vì vết thương quá nặng, khiến họ vô cùng đau xót, theo gia đình. Nỗi buồn xen lẫn bực dọc, Francisco cũng cảm thấy thương cảm cho người đàn ông vô tình đoạt mạng tình yêu của đời ông khi tự tử. Dọn nhà, một bà bị xe du hồ cán thiệt mạng. Tin từ San Antonio, Texas. Theo đài Fox 12 loan tin, vào đêm thứ Bảy 31 tây tháng 8, một phụ nữ bị xe vận tải du hồ tông thiệt mạng trong lúc đang dọn nhà qua phía đông bắc thành phố San Antonio. Tai nạn xảy ra khoảng 8 giờ tối, gần đường Rimac Drive và Flat Road. Nạn nhân là Ashley Alvarez, 25 tuổi, đang đưa đồ đạc trong nhà lên xe du hồ. Khi tài xế ngồi trong xe được yêu cầu dê lui, xe bắt đầu lùi lại. Những người xung quanh la lên, kêu là quá gần căn nhà rồi. Cảnh sát cho hay, tài xế có lẽ hoảng loạn vì những tiếng la báo động, nhấn nhầm bàn đạp ga, khiến chiếc xe du hồ to lớn càng lùi lại nhanh hơn. Trong lúc đó, bà Alvarez đang đưa thêm đồ đạc lên xe vận tải, bị tông trúng và bị thương nặng. Nhân viên cấp cứu đưa bà vào bệnh viện San Antonio Medical Center,
nơi bà qua đời ở đó. Hiện thời chưa có ai bị buộc tội trong cái chết của bà, và giới chức đang điều tra sự việc như là một tai nạn. Hải hùng cảnh hàng trăm con cá sấu rủ nhau tràn lên bờ, khiến người dân hoảng sợ. Những ngày vừa qua, những người dân sinh sống tại thành phố Vadodara tại Ấn Độ đang phải vật lộn với tình trạng mưa lớn và lũ lụt chưa từng có. Những trận mưa liên tục đã nhấn chìm thành phố, biến đường phố và nhà cửa thành vùng ngập lụt. Mực nước dâng cao ở sông Viswamitri không chỉ làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân, mà còn mang đến một hiểm họa khác, đó là hàng trăm con cá sấu đã theo dòng nước lũ tràn lên bờ vào tận thành phố và nhiều khu dân sinh. Các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy nhiều con cá sấu lớn, đa phần những con cá sấu này đều đến từ sông Viswamitri. Một con có kích thước lớn và dài từ 3 cho đến 5 mét cũng được phát hiện trên đường, công viên, bên ngoài nhà dân và thậm chí trên mái nhà và khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Trước tình hình này, chính quyền tại thành phố cho biết họ đang tích cực tìm kiếm và giải cứu những con cá sấu để đảm bảo an toàn cho người dân. Tính đến hôm 28 tây tháng 8, đã có 10 con cá sấu được tìm thấy. Nhà lập pháp California giới thiệu dự luật chấm dứt giờ tiết kiệm ánh sáng 3 ngày. Dự luật số 1413 của Thượng viện do Thượng nghị sĩ George Nialo, đảng Cộng hòa Fairfax, đưa ra sẽ bãi bỏ giờ tiết kiệm ánh sáng 3 ngày tại tiểu bang. Theo nội dung của dự luật, Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ nên loại bỏ việc thay đổi giờ theo mùa để ủng hộ giờ chuẩn quanh năm. Các nhà nghiên cứu đóng góp vào nghiên cứu này lưu ý rằng bằng chứng hiện tại ủng hộ việc áp dụng giờ chuẩn quanh năm phù hợp nhất với nhịp sinh học của con người và mang lại lợi ích rõ rệt cho sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà lập pháp California cố gắng loại bỏ việc áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng 3 ngày. Năm 2018, cử tri đã thông qua dự luật 7, cho phép các nhà lập pháp sửa đổi thông lệ nếu Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với đề xuất giờ chuẩn. Một số người cho rằng việc tiết kiệm ánh sáng ban ngày có thể có lợi vì thêm nhiều giờ nắng có thể làm giảm tội phạm, khuyến khích các hoạt động ngoài trời và tác động tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tổng thể. Và sau đây là phần tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết thứ ba, 3 tháng 9 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 28 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 15 phút tối. Bầu trời nhiều mây, nhiệt độ cao 87 độ F, gió hướng Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ. Độ ẩm 61% và chỉ số UV cho thấy 9 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 6 giờ 57 phút sáng và trăng lặn vào lúc 7 giờ 44 phút chiều, chủ yếu là trời quang mây vào đầu giờ chiều. Sau đó có một vài đám mây, nhiệt độ thấp 66 độ F, gió nhẹ và thay đổi, độ ẩm 75% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận Fountain Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã vừa xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hữu ích, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị và các bạn chưa ghi danh với Vinh Channel, xin hãy ghi danh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ Vinh Channel.